Thưa quý vị, bệnh lý đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hoặc để lại những di chứng nặng nề về sức khỏe, vận động, tinh thần của người bệnh. Theo báo cáo của Bệnh viện Vũng Tàu, những năm qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân đột quỵ, chủ yếu là đột quỵ não đến cấp cứu. Đáng lo ngại, số bệnh nhân đột quỵ đến cấp cứu có xu hướng tăng lên. Năm 2023, Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu 513 bệnh nhân đột quỵ, chủ yếu là đột quỵ não, tăng hơn 5% so với năm 2022 và tăng gần 15% so với cách đây 5 năm. Trong số này, chỉ hơn 15% ca bệnh đến trong khung giờ vàng, tức trong khoảng từ 4 đến 5 giờ đồng hồ, kể từ khi khởi phát các triệu chứng đầu tiên, dù các bệnh nhân này chỉ mất nhiều nhất 20 phút để đến bệnh viện. Do đến sau khung giờ vàng, nên khả năng phục hồi của các bệnh nhân gặp nhiều trở ngại.